thì câu chuyện sẽ là rất khó nói ở khoảng thời điểm về sau. Zero lại là mục tiêu bị khai thác rồi, anh ta có truy thần lực trên người. Bão từ trường được kích hoạt từ vị trí của Vincent, mất đi cầu băng sơ trên người của đó là Zero. Điều cầu thẳng vào họ, muốn dí theo Zero. Zero cố gắng dùng giáp ảo đến từ truyền lực, anh ta còn nham thuẫn trên người. Đặt từ quan bắn ra trúng lên người Vincent, phản công từ Sanatop rồi. Sứ mệnh cứu thế đến từ Yan và Senel, luyện ngục băng và từ khoa có giải khống chế. Phít hạng cũng thương được Vincent, không còn lo trên bản đồ nữa. Zulat căng ngang từ bên hông tìm thấy băng, băng đang lui được về, băng còn ít máu quá. Phần còn lại là 4-5 thời điểm này, nhưng đang có bắn cho chết, chết bắn quá đau. Bật cho mình mưa lên thanh lên, vẫn tổng biến trừ Fizz rồi. Và Red hạ cũng được Sudat qua đó. Thì mỗi bên đều đã mất đi một phần nhân lực.